Hàn Quốc quyết định dừng tuyển lao động sang nước này từ 40 quận huyện trên khắp Việt Nam. Theo đó, 40 quận huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên. Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn thông báo tới các tỉnh, thành phố danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2019. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã lên danh sách 100 quận huyện thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên. Từ danh sách này, phía Hàn Quốc đã thống nhất sẽ dừng tuyển chọn lao động với 40 quận huyện, căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019. Năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, việc tạm dừng sẽ được dỡ bỏ đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Thông tin được đưa ra không chỉ gây bất bình trong xã hội vì việc làm sai trái của một số lao động hiện làm việc tại Hàn Quốc gây ảnh hưởng tới việc đi lại làm việc của những người khác, mà còn gây nên một làn sóng phân biệt vùng miền trong dư luận. Dưới đây là tổng hợp của phóng viên 22 Cộng. Không chỉ cấm qua Hàn Quốc làm việc đâu, mà còn ảnh hưởng đến du học đấy. Vì bị cấm nên sinh viên ở các tỉnh này muốn xin visa qua Hàn đi học, tỷ lệ cực kỳ thấp luôn, vì thuộc dạng tình nghi qua đó lao động bất hợp pháp. Chưa kể, mở rộng hơn thì toàn bộ Việt Nam khi xin visa sẽ phải chứng thực thu nhập này nọ, tính ra cũng tốn thời gian và rắc rối hơn nhiều. Đừng nghĩ vấn đề này nhẹ, nó rắc rối và lớn lắm. Dù không phải người của các tỉnh trên, nhưng vẫn thấy xấu hổ thay khi có những người không tự ý thức được sự quan trọng của lệnh cấm. Vẫn nhởn nhơ mặt dày mà sống trên mảnh đất của người khác trong khi đã hết hạn hợp đồng lao động. Không biết họ nghĩ gì nhỉ? Có thể không nhận người ở các tỉnh thành này là người Việt không? Không hiểu khi họ làm vậy, có hiểu mình đã làm xấu cả bộ mặt hình ảnh của đất nước hay không? Không muốn phân biệt vùng miền cũng không được. Tiếng tăm của tỉnh có nhiều huyện bị cấm nhất trong danh sách này đã có từ lâu. Giờ còn ảnh hưởng đến cả những người khác cũng đang muốn xuất ngoại nữa. Đọc bình luận thấy nhiều bạn thật buồn cười. Các bạn sống trong một đất nước bị kỳ thị, nhưng bản thân các bạn lại đi kỳ thị những vùng miền khác chỉ để thỏa mãn cái suy nghĩ rằng mình không xấu. Mình bị mang tiếng xấu là vì vạ lây người khác. Có biết chính những người tự cho mình là thượng đẳng, là hơn người, là cao sang hơn người khác như các bạn còn tệ hơn cả những người mà các bạn đang kỳ thị hay không? Xấu hổ thật, đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Làm mình nhớ lại gần đây, cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc vừa in nhiều biểu ngữ ở khu vực cộng đồng bằng tiếng Việt, với mục đích nhắc nhở riêng người Việt Nam tới đây là không làm điều xấu. Đến bao giờ thì ý thức một bộ phận dân ta mới tốt lên, để chúng ta có thể ngẩng mặt tự hào với các nước láng giềng đây. Đùa chứ, ý thức người Việt Nam thật sự kém. Ở Nhật cũng thế, in những biển hiệu cấm ăn trộm, cấm làm điều xấu toàn bằng tiếng Việt. Thế mới biết trong mắt người Hàn, người Nhật thì người Việt Nam xấu đến mức nào. Mặc dù cũng có rất nhiều người tốt, nhưng những điều xấu dân mình làm bên đất nước họ khó mà tránh khỏi bị kỳ thị. Theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho đến nay đã có trên 100.000 lượt lao động Việt Nam được đưa sang làm việc tại xứ Hàn trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tình trạng lao động Việt Nam hết hạn không về nước mà cư trú bất hợp pháp tại xứ sở Kim Chi lại trở thành vấn đề nổi cộm. Vấn đề lao động Việt Nam bất hợp pháp vẫn nhức nhối nhiều năm qua, đã và đang ảnh hưởng tới chương trình trên. Đòi hỏi các cơ quan chức năng của cả hai nước tìm hiểu nguyên nhân và sớm đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời và hiệu quả.